Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở là gì? Em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 8 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về rất là nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn với giá cực kỳ là yêu thương ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng và em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và với cái cước phí rất là ưu ái như vậy thì cô chú anh chị khi đặt lan bên em khoảng tầm 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 70-80.000 và 5-6 cân cũng chỉ rơi khoảng tầm 40 cho đến 50.000 thôi, nên cô chú anh chị hết sức là yên tâm cô chú anh chị nhé. Và hôm nay thì bên em vẫn về rất là nhiều những cái mặt hàng kg, những cái lô kiều dẹt hôm nay em sẽ bán xả giảm giá với cái giá cực kỳ là yêu thương để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình những cây lan đẹp nhất ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là người nhà em đang có nhé. Trước tiên thì hôm nay thì nói chung là hôm nay thì em có cái lô đẹp. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô giáng hương bạch nhạn cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cây khá là lớn cô chú anh chị nhé. Nói chung là hàng rừng thì nói là đẹp từng tí một thì không có, nhưng cô chú anh chị có thể nhìn thấy là hàng như vậy là rất là đẹp rồi đúng không ạ. Cái giáng hương bạch nhạn cho yêu mến cái dòng hoa màu trắng hương thơm nhẹ nhàng quyến rũ, với giá em bán là 160.000 trong 1 kg thôi. Đấy, cái giáng hương bạch nhạn là bình thường là 170-180 trở lên cô chú anh chị nhé. Hàng hôm nay thì em sẽ bán với giá chỉ 160 trong 1 kg. Sang bên này đây sẽ là những cây giáng hương đuôi sóc, cô chú anh chị cùng nhìn cho em ạ. Những cây đuôi sóc lá xếp rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Đó, những cây đuôi sóc lá xếp rất là xinh như vậy. Cái sắc hoa tím rất là đậm, cái dòng dáng hương đuôi sóc này đều xếp về như vậy nhá. Em bán với giá là 120.000 trong 1 kg. Và nói chung là cây thì vừa tầm rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là lô dáng hương đuôi trồn cô chú anh chị này. Cây rất là đều nhá cô chú anh chị nhá. Cây đều tăm tắp luôn cô chú anh chị ạ. Và rất là vừa tầm ghép những cây như thế này, cô chú anh chị trồng vào chậu thì phải nói là rất là xinh luôn. Em bán dáng hương đuôi trồn này với giá là 180.000 cho 1 kg. Dòng hỏa hoàng cam, mấy dòng hàng mà với những cái bông hoa dày bông chi chít với sắc hoa cam lửa rực rỡ đẹp. Cái dòng hỏa hoàng cam em xin phép được bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg. Bởi vì là cái cây này á, là cái cây kiểu dạng cây của nó là không phải là cái cây lớn như những dòng giáng hương khác. Nên là với 0,2 cô chú anh chị có thể ghép cho một mình một trụ rất là đẹp rồi. Hay là cho được 1-2 chậu rất là tuyệt vời luôn rồi cô chú anh chị nhé. Đó. Xin nhắc lại giá 300.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 60.000 cô chú anh chị sở hữu giò lan đẹp rồi nhá. Sang bên này thì em có một cái lô ý ngọc rất là nhiều luôn, cây hiện tại đã đứng ngọn và đã đứng ngọn hết rồi. Một cái lô như này cô chú anh chị làm được một giò to luôn, em bán với giá chỉ có 50.000 ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy này cô chú anh chị này. Cái dòng này thì ở những nơi ấm áp có thể nở hoa thời điểm Tết, một cái giả hành nó có thể cho mình vài ba chùm hoa cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Cây đã bắt đầu là nói chung là cây là đã đứng ngọn như thế này hết rồi cô chú anh chị này. Một cái lô như thế này thì em bán với giá có 60.000 cho cái lô kim điệp xuân này thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp ạ. Một cái dòng hàng mà phải nói là chịu nắng cực kỳ là tốt ạ. Gần như là chịu nắng, có thể chịu nắng lên đến 100%, dễ thuần dễ chăm với những chùm hoa vàng rực rỡ. Em bán là 130.000 cho 1 kg. Sau bên này đây sẽ là dòng giáng hương quế tím nhé. Với bản thân em thì đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em nhé. Những cây giáng hương quế tím lô hàng của hôm nay về thì phải nói là vô cùng là xuất sắc như thế này. Đó, cây hàng cắt tỉa sạch sẽ và cây thì rất là to nhé cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì đang cái mùa bắn rễ mới nên là cô chú anh chị có thể thấy này, những cây quế tím đã bắt đầu ra rễ này. Đó, tự nhiên ở như vậy mà cũng đến mùa là nó cứ ra rễ thôi, nên là cái thời điểm rất là tuyệt vời để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò quế tím với hoa thơm đậm đà và vô cùng là quyến rũ ở đây cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì hoa như là mùi hương như tam bảo sắc nhưng đậm mùi hơn cô chú anh chị ạ. Với em thì cái mùi hương của dòng tam bảo sắc ấy, cũng như là cái dòng dạng như kiểu mùi hương tam bảo sắc thì em cực kỳ là thích luôn cô chú anh chị ạ. Đấy. Thì ra em bán chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị này. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Với 0,3 thì nó sẽ cô chú anh chị có thể lấy được sở hữu khoảng tầm 9 cho đến 10 cây cô chú anh chị ạ. Đấy, bởi vì lô này là cây khá là lớn cô chú anh chị nhá. Đây này. Vài nhánh cũng có thể cho cô chú anh chị một cái tác phẩm tuyệt vời. Và sang bên này đây sẽ là giáng hương hoàng nhạn.
Mấy loại lan mà được coi là chị em song sinh với cả dòng dáng hương bạch dáng hương hoàng hoàng nhạn tháng 4, coi là chị em song sinh với cả hoàng nhạn tháng 8 ấy cô chú anh chị. Và cây thì cô chú anh chị có thể thấy là không thể nào mà đẹp hơn được nữa. Cây rất là tuyệt vời luôn đây cô chú anh chị này. Dáng hương bạch nhạn em xin phép được bán với giá là 3.600.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg. Em sẽ bốc xô như vậy và em sẽ cân thử cô chú anh chị để xem là với khối lượng là 0,1 thì cô chú anh chị có thể được bằng nào cô chú anh chị nhé. Cây này khá là đều cây cô chú anh chị ạ. Không có lớn quá và cũng không nhỏ quá đây. Đây chỗ này là hơn 100g một chút nhé cô chú anh chị nhá. Thì em sẽ đếm này. 1 cây 2 cây 3 4 5 6 và 7 cây ạ. Đó. Nếu mà là 0,1 thì chắc nó sẽ rơi khoảng tầm 5 cây, 4 cho đến 6 cây, cây vừa vừa như vậy cô chú anh chị nhé. 4 cho đến 6 cây. Đấy, cây vừa vừa như vậy và cô chú anh chị thấy là ở đây em hoàn toàn là bốc xô nhá cô chú anh chị nhá. Còn khi mà em bán cho cô chú anh chị á thì em sẽ lựa hơn một chút xíu nữa, tức là những cây nào mà nó xấu quá thì bọn em sẽ bỏ đi, nên là cô chú anh chị yên tâm luôn giúp em. Cái dòng hàng phải nói là có lẽ là dòng trong tất cả dòng dáng hương thì chắc là không có loại lan nào thơm cái dòng hoàng nhạn rồi. Em xin nhắc lại giá là 600.000 trong 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em còn có một số những cái hình hoàng nhạn mà cây rất là lớn. Cây rất là lớn và em đã chia ra theo hình ở đây rồi đây cô chú anh chị này. Cái lô này em gọi là lô số 1. Lô số 1 này có 3 cây rất là to này, em bán 120.000. Và lô số 2 cũng là 3 cây to nhé cô chú anh chị nhé. Đây, 3 cây này lớn hơn này. Đó. Cho cô chú anh chị nào thích những cái cây hoàng nhạn to. Chỗ này em cũng bán là 120.000. Và sang bên này sẽ là hình số 3. Cái bản lá ở cây này thì rất là to mà rất là tiếc là mất một cái lá ở đây, nhưng mà ngọn vẫn còn cô chú anh chị nhé. Bản lá mít rất là to luôn. Đấy, cây này cũng rất là nhiều cặp lá. Thường là những cây mà to ấy thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều do vận chuyển. Cây này cũng thế, vì bị mất một cái lá thôi cô chú anh chị ạ. Bị mất một cái lá trên nhưng mà ngọn vẫn còn đầy đủ. Nói chung là khi mà nó lên lá mới thì nó sẽ bị mất một cái lá thôi, nhưng không sao. Cây này thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, một cặp đôi cây rất là lớn như thế này. Em xin phép bán cái hình này. Hình này ạ. Với giá là 150.000 cho cái cặp đôi hoàng nhạn rất là to này cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây thì em có 3 cái phần dáng hương đuôi chồn cây lớn. Bên kia thì cây nó rất là đều, vừa tầm cô chú anh chị ạ. Còn bên này sẽ là những cây rất là lớn này. Em có 3 lô chồn cây to nhá. Lô này là lô số 1 này. Lô số 1 3 cây rất là to luôn, hàng là xếp tăm tắp như vậy này. Cái lô này thì em xin phép được bán với giá là 120.000. 120.000 cho cái lô số 1 nhé. Và lô số 2 cũng là 3 cây to bự này. 3 cây to bự này, trong đó có cả cây mẹ con ạ. Và cái lô số 2 này thì em xin phép cũng được bán với giá là 120.000 cho lô số 2. Tiếp theo sẽ là lô số 3 là 2 cây bự. Lô số 3 này 2 cây rất là to luôn. Và lô này em xin phép được bán với giá là 90.000 cho lô số 3. Sang bên này đây thì em có cái kiều vuông cánh trắng cô chú anh chị này, kiều vuông cánh trắng nhá. Đây thì em có một cái dề kiều vuông cánh trắng rất là to, rất là đẹp luôn ạ. Cái dề vuông kiều vuông cánh trắng này em xin phép được bán với giá 160.000. Cái giò này cô chú anh chị, dề này cô chú anh chị về làm được một tác phẩm tuyệt vời luôn. 160.000 cho cái dề kiều vuông số 1. Và phần kiều vuông số 2, một cái lô bản thân to mập nú luôn. Cái này đây ạ, thân rất là nù và xanh lá đẹp như thế này, em bán với giá 110.000. Và lô tiếp theo sẽ là lô số 3, kiều vuông cánh trắng số 3. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 85.000 cho lô kiều vuông cánh trắng số 3 nhé. Sau bên này đây thì em còn có những cái cây đai châu cô chú anh chị ạ. Cây đai châu rừng bắc trụ hàng bản lá mít rất là đẹp như thế này, xin phép được bán với giá là 320.000 cho 1 kg. Số cây của nó sẽ rơi khoảng tầm 4 cho đến 8 cây nhé. Những cây này thì cô chú anh chị thấy là nhiều cây là vừa rồi nó đã cho hoa rồi, nên khẳng định rằng Tết tới cô chú anh chị có thể có những cái cây lan đai châu đẹp thơm nức để mà thưởng thức hoa rồi cô chú anh chị ạ. Đó, đây là dòng châu rừng bắc trụ cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây thì nếu như cô chú anh chị muốn lấy những cái cây đai châu Thái thì đây ạ, em có những cây đai châu Thái để cô chú anh chị chơi hoa Tết đẹp một cách xuất sắc luôn. Đây là những cây đai châu Thái màu đỏ sắc pháo nhé cô chú anh chị nhé. Nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 cặp lá màu đỏ sắc pháo ạ. Hàng lá mít và lá kẻ gân rất là đẹp luôn như thế này. Em xin phép bán một cái chậu đai châu như vậy với giá chỉ có 220.000 thôi. Và những cây châu như thế này cô chú anh chị có thể mua làm quà tặng, quà biếu thì em nghĩ rằng là ai nhận những cây lan này thì cũng đều sẽ rất là hài lòng. Sang bên này sẽ là màu hồng cánh sen, đai châu hồng cánh sen. Cô chú anh chị có thể thấy là những cái cần hoa của năm ngoái đã có rồi, nên là chắc chắn là cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa đúng không ạ. Đây ạ, cái bộ rễ đang bắt đầu bò rất là khỏe luôn.
Những cây châu hồng cánh sen cũng rơi vào ít nhất là 5 cặp lá nhé. Một cái màu sắc mà cô chú anh chị biết rằng là hiện tại là một trong những màu sắc mà giá đắt đỏ nhất trong tất cả những dòng đai châu đúng không ạ? Em bán một châu hồng cánh sen như vậy cũng với giá 220.000 nhé. Hồng cánh sen hay đỏ sắc pháo thì với bản thân em thì thấy rằng là hai màu sắc này đều là rất chơi hoa, rất là tuyệt vời trong những ngày Tết. Còn sang bên này sẽ là những cây đai châu màu, một cái dòng đai châu được lai tạo giống, đai châu hồng gấm. Cái dòng đai châu lai tạo giống mặt bông rất là xuất sắc ạ. Đây cô chú anh chị cùng em xem cái mặt bông của châu hồng gấm nhé. Cái dòng châu Thái lai tạo giống rất là đẹp luôn. Đấy, hoa rất là thơm cô chú anh chị này. Và cây thì to bự. To bự rơi vào ít nhất là 7-8 cặp lá trở lên ạ. Đó. Cây này thì chắc chắn là sẽ cho cô chú anh chị một mùa hoa tuyệt vời rồi. Em bán một cái châu hồng gấm như thế này nhá. Hoa rất là thơm, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ạ. Với giá chỉ có 210.000 cho một châu hồng gấm thôi. Sau bên này thì em có những cái chậu đen đô xuân này. Cái dòng đen đô xuân thì hoa sẽ nở vào thời điểm Tết hoặc đầu xuân. Hiện tại cô chú anh chị thấy là cây đã bắt đầu đứng hết ngọn rồi ạ. Đó, để chuẩn bị là tích dưỡng chất để cho một cái mùa hoa rực rỡ nhá. Đây, chậu rất là nhiều thân. 140 cho một chậu đen đô xuân. Độ đen đô xuân thì hoa của nó là độ bền trên 2 tháng và đều có hương thơm. Bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ cực kỳ là đẹp luôn, đẹp mê luôn cô chú anh chị này. Một chậu như thế này thì em thấy là rơi vào ít nhất là 4 cây ạ. Rất là đẹp này cô chú anh chị này, 3 hoặc là 4 cây rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Đó, thân căng mướt, hàng lá xếp tăm tắp, nù và rất là đẹp luôn như thế này. Em bán với giá chỉ có 140 thôi ạ. Và dòng trầm rồng đỏ thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Nó sẽ nở hoa vào đúng thời điểm Tết ạ. Với những cái bông hoa to, bự và đã là trầm thì rất là thơm rồi. Còn sau bên này đây thì em có những cây lan, địa lan quân tử cô chú anh chị nhá. Dạ, những cây địa lan quân tử size lớn, cây rất là nhiều cặp lá luôn như thế này cô chú anh chị này. Đó, size lớn, cây rất nhiều cặp lá. Và một cái chậu địa lan quân tử như thế này ạ, thì em xin phép được bán với giá là 70.000 cho một chậu và 200.000 cho 3 chậu. Cây quân tử này này là người ta thường trồng ở trong nhà thôi cô chú anh chị nhá. Nó mang ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể lên Google search về cái ý nghĩa phong thủy của nó. Và ngoài cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời của nó thì cái cây này, một cái điều mà em cảm thấy rất là tốt, đó chính là rất là nên trồng cho mỗi người. Đó là gì ạ? Đó là nó có thể loại bỏ những cái chất khí độc hại này, những cái sóng điện từ có ở trong không khí. Nó có thể giúp hỗ trợ loại bỏ những cái chất khí độc hại, những cái sóng điện từ cô chú anh chị nhé. Tạo ra một cái không gian sạch và cái không gian gọi là sạch và tốt nhất cho gia đình mình. Nên là những cây này cô chú anh chị có thể trồng trong nhà, trong phòng khách, trong phòng làm việc đều rất là hợp lý cô chú anh chị ạ. Đấy, với giá em xin nhắc lại giá chỉ có 70.000 cho một chậu. Đây là những chậu địa lan quân tử rất là to, size lớn, 200.000 cho 3 chậu nếu như cô chú anh chị nào mà lấy 3 chậu nhá. Và sang bên này đây sẽ là những giò kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Cái giò như một bảng như vậy thì rơi vào ít nhất là 10 thân ý. Em nghĩ rằng là 10 thân ngắn dài. Và hiện tại cây đã đứng ngọn rồi, đã bắt đầu thấy những cái mắt nụ chìm ở bên dưới rồi. Đấy, thì một cái giò như thế này thì đến khi mà Tết đến thì đủ cho cô chú anh chị có một cái giò lan rực rỡ. Em bán với giá là 140 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Kim điệp xuân 140 cho một giò. Và bên này đây thì em có những cái bảng giả hạt châu như lưỡi bệt. Những bảng giả hạt châu như lưỡi bệt này là hàng sẽ cam kết chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị nhé. Bởi vì tất cả những cây như vậy là đều được ghi lại và gắn tem mác một cách rất là cẩn thận. Và cái mặt bông của nó đây cô chú anh chị này, đó, mặt bông nở thực tế chuẩn mặt bông như vậy nhé. Và một cái giả hạt châu như lưỡi bệt như vậy nó sẽ rơi vào ít nhất là 5 thân. Giá em bán xin nhắc là em bán là 140 cho một giò thôi. Và sang bên này sẽ là những cái cây bên này sẽ là những cái chậu dòng lan cắt lẻ, dòng cắt một lá bông đại. Mỗi một chậu như thế này rơi vào ít nhất là 5 giả hành cô chú anh chị này. Đó, rơi vào ít nhất là 5 giả hành, cây rất là khỏe đấy ạ. Hiện tại có những cái cây nó đang bắt đầu lên mầm chồi mới. Về cô chú anh chị sang chậu này rồi mình có thể bón những cái loại phân bón mà kích hoa ấy ạ. Thì nó sẽ cho hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Bông hoa to, khổng lồ và vô cùng là rực rỡ. Không tự nhiên mà nó có mệnh danh được gọi là nữ hoàng của các loại lan đâu ạ. Em bán chỉ có 90.000 cho một cái chậu như vậy thôi cô chú anh chị này. Đó, 90.000 cho một chậu lan cắt lai an này thôi cô chú anh chị nhé. Dòng cát thì nó sẽ rất là nhiều màu và hoa rất là thơm. Và cô chú anh chị sở hữu màu nào thì em nghĩ rằng cũng sẽ đều rất là hài lòng. Bởi vì là màu nào nó cũng rất là đẹp. Sang bên này đây thì em có những cây lan hài.
cho cô chú anh chị nào đam mê dòng lan hài ạ. Màu dìa xanh đây cô chú anh chị. Cái dòng màu dìa xanh đây. Màu dìa xanh một chậu như vậy rơi vào ít nhất là 2-3 thân ạ. Em bán một chậu màu dìa xanh như thế này với giá là 250.000 cho một cái chậu màu dìa xanh nhá, chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe. Và sang bên này sẽ là dòng lan hài Vân Nam. Những chậu hài Vân Nam cây mẹ con rất là xinh, 120 cho một chậu. Bên này sẽ là chậu hài Lecochidium, cái dòng hài cũng có sức sống rất là mãnh liệt mà hoa cực kỳ là thơm. Đấy, cây mẹ con như thế này em sẽ chọn cho cô chú anh chị nhá. Với giá em bán là 150 cho một chậu thôi. Sang bên này thì rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp hôm nay mà em đã chia ra theo từng hình rồi, những cái giỏ quế lan hương đang nụ với giá rẻ. Rồi những hình kiều dẹt hôm nay em cũng sẽ bán giảm giá của chú anh chị nhé. Rất là nhiều những mặt hàng lan khác em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị này. Đầu tiên sẽ là dòng kiều dẹt ạ. Cái dòng kiều dẹt thì ở đây em có hình này, hình số 1 nhé, một cái lô kiều dẹt. Hàng kiều dẹt thì nhiều cô chú anh chị cứ nói rằng là nó khó thần thuần, nhưng mà riêng bản thân em thì thấy rằng kiều dẹt thì nó cũng rất là đơn giản luôn, bởi vì nhà em trồng kiều dẹt rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Đấy, đây là những cái cây kiều dẹt của rừng Việt Nam mình, nên là khi mà cô chú anh chị trồng ấy nó sẽ rất là dễ thuần, dễ chăm nhé cô chú anh chị nhé. Cái lô kiều dẹt số 1 này em bán là 160.000 thôi, rất là nhiều luôn, là một trong những cái dòng kiều gọi là đẹp nhất và hiếm nhất trong tất cả những cái dòng lan kiều ấy ạ. Hình số 2 này 150.000 cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo, hình số 3 với giá là 160.000 ạ. Và hình số 4 này, kiều dẹt số 4. Đây một cái rề này, rất là bự luôn. Rất là to bự nhá cô chú anh chị nhá. Cái rề này thì cô chú anh chị thấy là ít lá, nhưng mà nói chung là cũng rất là đảm bảo. Và một cái lô bên này nữa, em bán 150.000, đó là hình số 4, hình số 5. Có 150.000 thôi, đó, một lô rất là nhiều. Bên này thì em có những hình đai châu thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân bên kia rất là đẹp. Với giá 320, hoặc cô chú anh chị cẩn thận hơn chọn theo hình này giúp em. Hình đai châu số 6, 160 cho hai cây châu rất là bự như thế này. Hình số 7 cũng là hai cây châu rất là to, với giá có 130.000 thôi ạ. Châu mà lên chậu là đúng như hoàng hậu lơ luôn cô chú anh chị nhá. Cây tiếp, hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Hình này có 3 cây ạ. Hai này. 3 cây rất là to đúng không ạ? Có 160.000 thôi. Hình số 9. Hình này có 4 cây nhá. Đây cô chú anh chị này. Đó, bây giờ cô chú anh chị mà về trồng ạ, cây sẽ ra rễ và bám chậu đẹp, đến khi Tết cô chú anh chị đã được thưởng hoa đẹp rồi. Hình này em bán có 190 thôi. Mà tiếp theo sẽ là hình số 10, hai cây châu siêu bự luôn, rất là bự luôn. Em bán hình này với giá 180.000. Và hình tiếp theo, hình số 11, cô chú anh chị nào mà thích những cây châu nhỏ này. Hình 11 này có bao nhiêu cây? 1 này, 2 3 4 5 cây châu tất cả nhá cô chú anh chị nhá. 5 cây châu này em bán với giá là 170.000 thôi ạ. 170.000 những cây châu rất là đẹp như thế này, không lỗi lá. Sang bên này đây sẽ là hình số 12, một cái giỏ quế lan hương, 3 đầu ngọn lá xếp rất là đẹp này. Đó, 3 đầu ngọn và đang có 2 nụ nhá cô chú anh chị nhá. Đây, hàng lá xếp rất là đẹp, em bán với giá là 170.000, rất là khỏe cây. Hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 này em có một cái giỏ quế lan hương này này cô chú anh chị này. Hình này có tất cả là cũng là 3 ngọn. Có 4 ngọn nhưng ngọn này bị lỗi ngọn này, hỏng ngọn này cô chú anh chị này. Cái cần nụ của nó cô chú anh chị thấy ạ, rất là dài luôn đây, đang có 2 nụ nhá. Trong đó có một cái cây này lá xếp và lá nhăn rất là xinh luôn này cô chú anh chị này. Đây, cây này có cây lá nhăn rất là đẹp nhá. Đây ạ. Rồi lá này nhăn rất là đẹp luôn đây cô chú anh chị này. Đấy, đây ạ. Lá nhăn rất là đẹp luôn nhá. Đây này, cả bên này cũng lá nhăn luôn ạ. Chứ không phải là đây. Đây. Đó, cái lá nhăn rất là đẹp nhá. Cái lá nhăn này đẹp cô chú anh chị ạ. Nhăn khá là nhiều đây này. Cả bên này cũng nhăn này, bên này cũng nhăn này. Đấy, lá bên dưới này cũng nhăn này. Cái giò này em xin phép. Đây. Cái giò quế lan hương này này, cái cây này này, nhỏ thôi nhưng mà nụ rất là dài cô chú anh chị ạ. Nó bị mất một cái lá ở đây nhá. Nhưng mà không phải hỏng ngọn đâu nhé cô chú anh chị nhé, lá ngọn vẫn còn. Đấy cô chú anh chị nào yêu mến cái giò này, em xin phép được bán 220.000 cho giò quế lan hương lá nhăn này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Hình số 14 là em có một cái lô quế lan hương có tất cả bao nhiêu ngọn này. Chỗ này là có một ngọn này, một ngọn mẹ với cả khá là nhiều ngọn con, hàng lá xếp rụt này cô chú anh chị này. Và tiếp theo là bên này sẽ là một cái rề này. Chỗ này là một rề quế này. Nguyên một rề quế bao nhiêu ngọn đây? 4 ngọn này, nụ chi chít luôn cô chú anh chị này. Đấy, rất là nhiều nụ luôn nhá. Đẹp. Cái lá này cũng nhăn này. Có một cái lá này nhăn nữa này. Đấy. Và bên này có hai cái ngọn này nữa.
Cái ngọn này đang bắt đầu ra rễ rồi này. Cái ngọn bên này thì có phần là hơi hỏng ngọn nhá, có chú ý chị nhá. Đấy, thôi cái cây này em bỏ đi. Cái lô quế này em xin phép được bán với giá 220.000 cho cái hình số 14 nhá. Hình số 15 là giò long tu xuân. Long tu xuân ở những nơi ấm thì có thể nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Và cực kỳ là sai bông nhé, quý chị nhé. Giá một cân long tu xuân cũng trên 200.000 rồi. Và hiện tại một cái giò long tu xuân bự đẹp như vậy em bán có 160 thôi. 16 cũng 160 ạ, rất là đẹp luôn, rất là nuột luôn. 17 với giá 150.000 này. Đẹp chưa cô chú anh chị? Cây rất là khỏe và đẹp. 18 cũng 150.000, giò này lỗi một ngọn. Và 19 160 ạ, 160. Và hình tiếp theo là 20 cũng là 160 đây cô chú anh chị. Và hình số 21, giò số 21 này em xin phép được bán với giá là 150.000. Giò số 22 này 160.000. Và hình số 23 cũng là 160.000. Và hình 24, giò số 24 160.000. Và sau bên này sẽ là hình 25. Đây sẽ là dòng trầm tím. Trầm tím thì trong tất cả dòng hoàng thảo thì đây là cái dòng thơm nhất nhé, quý anh chị nhé. Đã, thân rất là mập nù ạ. Hiện tại một cân trên 1 triệu ạ. Em bán cái giò trầm này với giá là 200.000, cô chú anh chị này. Đó, dòng trầm tím rừng ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 26. Trầm tím thân mập nù, rất là có 2, 4, 5 thân thôi nhưng mà mập và rất là đẹp. Cái giò này em xin phép được bán 200.000. Và hình tiếp theo hình 27. Giá em bán là 180.000 đấy ạ. Bên này sẽ là những giò kiều dẹt nhá. Kiều dẹt nhà em trồng thuần đây này cô chú anh chị này, từ những cái hàng gọi là nó xấu nên là em đã cho vào vườn đây cô chú anh chị. Hiện tại là lên mầm rất là đẹp như thế này rồi. Cái giò trầm giò này em bán 200.000 cho giò kiều dẹt số 28. Giò kiều dẹt số 29 cũng với giá là 200.000 cô chú anh chị ạ. Dạ, thân mập nú luôn nhá. Những cái thân mà không có lá như thế này thì sau này nó vẫn cho hoa bình thường. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 220.000. Và hình 31 một giò cáo cực kỳ là đẹp nhá, chính chị nhá. Năm đầu ngọn rất là sum xuê, bản lá to rất là đẹp. Lá to lá xếp rất là đẹp với giò cáo này. Xin phép bán 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 32. Cái giò này cũng là năm đầu ngọn lá xếp đây cô chú anh chị. Đó, năm đầu ngọn lá xếp này. Giò này em cũng xin phép bán 250.000. Sang bên này đây sẽ là dòng hạc vĩ. Hình 33. Cái giò này em xin phép hạc vĩ nhá, lẫn với cả thập hoa rất là đẹp luôn như thế này. Khỏe đẹp 130. Hình tiếp theo là hình số 34. 120.000 cho hình 34 và hình 35. Dòng hoàng thảo vôi cô chú anh chị ạ. Hoàng thảo vôi, cái giò này phải trên 10 đầu ngọn ấy. Là trong cái dòng hoàng thảo vôi bắc nhá. Cô chú anh chị thấy thân vàng óng rất là đẹp này. Đấy, cái dòng vôi thì so với trầm trong tất cả cái dòng hoàng thảo thì vôi là cái dòng lan mà có hương thơm sau trầm thôi cô chú anh chị nhá. Cái giò này đủ cho cô chú anh chị ướp hương cả không gian vườn luôn. 150.000 cho giò vôi này thôi ạ. Đấy, tiếp theo 36. 36 cái giò này em cũng bán là 150.000 nhá cho hai cái bảng vôi này ạ. À, bên này là một số những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng này. Ở đây thì em có quả mắc mật, một cái gia vị rất là tuyệt vời của vùng Cao Bằng. Em bán rất là đặc trưng và rất là tuyệt vời của vùng Cao Bằng. Với giá em bán là 120 một túi 1 kg được rất là nhiều nhá. Bên này chuối hột khô em bán với giá là 100.000 một túi 1 kg, rễ mũ tần với giá 120. Nấm ngọc cẩu với giá 150, tầm rễ cây chanh 220 và tầm rễ cây nghiến là 190 nhá. Măng lưỡi lợn với giá 200.000 trong một túi 1 kg và hoàng tinh với giá em bán là 200.000 trong 1 kg. Bên này thì em có những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ạ. Ở đây thì em có vỏ thông nhá. Đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 2.000 trong 1 kg. Rêu rừng với giá thể trồng lan tuyệt vời. Một cái vỏ thông, cái dớn vụn nào với giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Giá 40.000 trong 1 kg. Rêu rừng với giá 50.000 trong 1 kg. Rất là khô nhá. Cái này sẽ là các chế phẩm dành cho hoa lan. Atonic là 10.000 trong một gói. Duy xanh 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000. Và hùng nguyễn là 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp nhá. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 thái 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá sẽ là 30.000 trong một lọ. Và cái liền da mỹ tiến là 40.000 trong một lọ. Và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 trong một lọ. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong một lọ. Super 2 hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng, 35.000 trong một cuộn. Kinkinbun đặc trị vùng nhũn 25.000 trong một gói. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một gói. Và một túi như vậy là 1 kg với giá là 50.000 cô chú anh chị này.
Bên này sẽ là một cái hộp như vậy là 1kg với giá 130, tùy cô chú anh chị lựa chọn nhé. Và đặc biệt là sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương. Sản phẩm đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng ạ. Với giá em bán là 35.000 cho một túi nhá, chú anh chị nhá. À, 35.000 cho một túi. À, đây là những cái cây hồ điệp này. À, 35.000 cho một túi, sản phẩm này cô chú anh chị có thể trộn với cái giá thể hay là bón trực tiếp cho cây. Và khi cô chú anh chị tưới thì cái phân này đã được nén viên rất là chật. Chính vì vậy mà khi cô chú anh chị bón nó sẽ không bị tan, không bị mủn ra. Chính vì vậy mà nó sẽ làm cho cái giá thể rất là thoáng, rất là sạch và nó sẽ tan chậm. Chính vì vậy mà cái phân này ấy, thì cô chú anh chị có thể được cung cấp dinh dưỡng cho cây trong một cái thời gian rất là dài, cô chú anh chị nhá. Rất là dài và hạn chế cái nấm bệnh một cách tối đa nhất. Đấy. Với cái sản phẩm này em nghĩ rằng nó rất là hoàn hảo, rất là hoàn hảo khi mà cô chú anh chị sử dụng bón cho cây lan. Với giá xin nhắc lại chỉ có 35.000 thôi. Trong này không chỉ có phân trâu, dịch chuối, còn có cả dịch chuối và đậu tương nữa. Thì cô chú anh chị biết những cái thành phần của nó rất là tuyệt vời như thế nào rồi. À, bên này đây thì em quên mất là em không nhớ giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là em có cây hồ điệp nhá. Dòng hồ điệp vàng công chúa cô chú anh chị này. Dòng hồ điệp vàng công chúa nhá. Cây ít nhất là 2 cần nụ cô chú anh chị ạ. Ồ, trời ơi, cái nụ này. Cây ít nhất là 2 cần nụ cô chú anh chị ạ. Độ bền của hồ điệp trên 2 tháng. Đấy, em bán với giá là 60.000 trong một chậu hồ điệp vàng công chúa này. Cây rất là khỏe cô chú anh chị này, cây rất là khỏe nhá. Đây là cái mặt bông của dòng lan hồ điệp vàng công chúa này cô chú anh chị này. Đó, bông rất là sáng, rất là đẹp như thế này. Và ngoài ra thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhá. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em xin phép được bán với giá 40.000. Nó có nhiều cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Cái cô chú anh chị biết rồi ạ, cái từ cánh hoa hồi thì người ta có thể sử dụng nó cho vào món ăn để tạo cái độ ngọt cũng như là tạo hương vị cho món ăn, và đồng thời nó rất là tốt đối với sức khỏe nhé. Cái này thì nó là hoàn toàn từ tự nhiên nên là rất là lành tính. À, cô chú anh chị yên tâm khi mà sử dụng nhé. Sau những cái loại dầu khác thì khi cô chú anh chị bôi thì nó có thể gây nóng rát, nhưng cái tinh dầu hồi này thì em thấy là nó không hề gây nóng rát mà giảm đau rất là hiệu quả luôn cô chú anh chị ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em.